ngã văng sau cú đâm vào cánh tay tử thần, tài xế xe máy bị ô tô tải cán qua người. Tài xế lái chiếc Toyota Vios mở cửa không chú ý quan sát đã khiến người đi xe máy gặp nạn. Ngày 22 tháng 12, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu bạc đang đỗ bên lề đường. Sau khi gặp gương chiếu hậu lại, tài xế lái chiếc Toyota Vios mở cửa xuống xe. Đúng lúc này, người điều khiển xe máy đi cùng chiều lao tới, đâm trúng cánh cửa của chiếc Toyota Vios và ngã lăn ra đường. Tiếp đó, một chiếc ô tô tải chạy chiều ngược lại, lao tới đâm trúng người điều khiển xe máy và kéo lê người này đi một đoạn đường dài. Sau khi xem clip, nhiều người giật mình, kinh hãi, đồng thời lên án hành vi của lái xe ô tô khi mở cửa không chú ý quan sát. Lãnh đạo Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 12 tại đường Giáp Nhất. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Sau ít phút xảy ra tai nạn, Công an quận Thanh Xuân có mặt tại hiện trường, làm việc với những người liên quan, điều tra nguyên nhân vụ việc.